Chủ nhật thứ hai thường niên. Năm A. Quan bài đọc. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán: Ngươi đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem gia cóp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: Làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh Đan Chín. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và đền tội. Bây giờ con đã thưa, nay con xin đến. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Như trong cuốn sách đã chép về con, lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa. Và pháp vật của Chúa ghi tận đáy lòng con. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm mồi. Lạy Chúa, Chúa biết rồi. Lạy Chúa, nay con xin đến để thực thi ý Chúa. Bài đọc 2. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Phaolô, do Thánh ý Chúa, được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtêne, anh em chúng tôi kính chào hội Thánh Chúa ở Cô-rinh-tô. Những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang nghe Chúa ban lời hằng sống. Alleluia. 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 Bài tin mừng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, liền nói: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Này tôi đã nói về người, một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước. Và Gioan đã làm chứng rằng: Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.